Tuyến quốc lộ 18, đoạn qua địa bàn Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã khởi công dự án cải tạo nâng cấp đã lâu. Bên cạnh mục tiêu nâng cấp tuyến giao thông huyết mạch, thì tuyến đường này cũng đang mở rộng hệ thống cống thoát nước. Thế nhưng, các cống thoát nước ngang dọc theo thiết kế nhỏ lại bị cát, xỉ than vùi lấp, nên khả năng thoát nước rất kém, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi mưa lớn. Con đường cũ hiện tại này đã triển khai thì khoảng 16 năm rồi. Hệ thống thoát nước ngang rất toàn bộ bị bồi kín. Thì nhà thầu khi đã thi công thì cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác là vệ sinh, lạo vét. Từ 4 tháng 6 tới là sẽ thông toàn bộ các 4 công ngang. Đến lúc đấy thì 4 cái công ngang đấy thì cửa thu rất lớn rồi. Mưa lũ kiểu gì thì kiểu cũng không thể đạo được. Trong quá trình thi công thực tế, để đảm bảo thoát nước khi có mưa lớn, nhà thầu cũng đã có nhiều lần đề nghị thành phố Cẩm Phả điều chỉnh thiết kế, tăng số lượng, kích thước cửa thu các đường thoát nước ngang đường. Trước cái mùa mưa lũ năm nay thì về cơ bản là các cái cống ngang và hệ thống thoát nước dọc là chúng tôi đã cơ bản hoàn thành. Đến nay cũng như đã trao đổi là chỉ còn có khoảng 10 vị trí là đang cần phải xử lý sớm. Thì cái này là chúng tôi đã làm việc tích cực với chính quyền địa phương. Đề nghị các chính quyền địa phương hỗ trợ để đơn vị thi công có thể triển khai sớm. Trong khi dự án đang còn ngổn ngang, hệ thống thoát nước chưa được hoàn thiện, biện pháp giải quyết vấn đề ngập úng mùa mưa lũ là đẩy nhanh tiến độ, công tác ứng trực khi có mưa lũ của các nhà thầu duy trì thường xuyên để giải quyết sự cố. Chúng tôi cam kết và thỏa thuận với BOT, các nhà đầu tư với nhà đầu tư và nhà thi công là khi mà có mưa lũ thì hệ thống máy xúc 2-3 chiếc là phải trực trên toàn tuyến. Chỗ nào mà ngập úng một cái là có phương án xúc khơi thông ngay để đảm bảo an toàn đi giao thông đi lại ở trên cái tuyến thi công. Có thể thấy, với sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và thành phố Cẩm Phả, nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời để giảm thiểu nguy cơ cũng như hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tuy nhiên, với những khó khăn bất cập đang diễn ra, thì nguy cơ ngập úng trên địa bàn Cẩm Phả trong mùa mưa lũ năm nay vẫn luôn hiện hữu.